Tổng hợp những video hay nhất ăn theo yêu cầu Icon phần 26. Thử thách anh ra xe hủy Ion ăn được những món này: mì, cơm cuộn rong biển, sao mũ lượng, nha anh. Ok luôn nha. Chiu. Ăn thôi. Ai cũng nhìn mình đó. Chiu. Anh ăn những món này trước cổng trường nha, tụi em đi học hay ăn hoài. Mì trứng, bánh que, nước ngọt nha anh. Ok luôn nha. Quá mát, quá mát. Ăn thôi. Chiêu. Quá đã. Thịt bò nướng BBQ. Vị thịt xông khói. Vị ngon à. Quá ngon, quá ngon. Thử thách anh cầm 30k ra ngoài ăn được 5 món, đố anh ăn được. Chắc không được đâu em ơi, 30k không đủ anh ăn cơm gà nữa. Thôi chắc anh không làm được đâu. Đúng k, 3k, 9k, 6k, 7k. Wow. Chuyện là tôi xé mà tôi quên bấm quay với mọi người. Tiếp theo bánh babaruti. Ngon nha. Như trời mưa cái thèm ăn kem ghê. Gì đây? Thử thách anh cầm 30k ăn được 4 món trong siêu thị. Nữa hả? 30k ăn gì chồng? Thôi chắc anh không làm được rồi em ơi. Năm k, bảy k, 10k, 11k là nhiêu ta? Quá đã. Cứng gì má, nó khét luôn mọi người. Dục. Bánh đùi gà ăn thoái. Tiếp theo là kẻ dễ con sâu, sợ liền. Không, kẻ dễ ngon mọi người, ngon. Gì đây? Thử thách anh ăn những món này ở ngoài công viên: bánh nước, mực, kem, tôm. Quá dễ mời, ok nha. Hôm nay mình ăn món gì đây? Bánh nè, khô và kem. Mình phải ăn kem chứ. Đúng là ăn công viên nó mát rồi. Wow. Ăn thôi. Một anh con. Ngon không? Chúng ta bắn tiền nắp. Mà cao quá. Cái gì đây? Anh ơi, vô công viên có khu vui chơi ngồi ăn đi anh, ở trọng mát lắm. Ai rảnh em? Anh ăn những món này nha, cơm chén bánh chén nước. Ok luôn nha.
uống nước thôi. Món đầu tiên cơm cháy. Wow. Món tiếp theo là bánh chén khô gà siêu cay. Cúp. Quá đã. Anh ơi, mua những món này ra ngoài bãi rác ăn đi anh. Trời đất ơi, hết chỗ ăn gọi em. Lúc ăn trong toilet bây giờ ăn tới bãi rác luôn hả? Bánh lăng mì snap bánh tiêu. Thôi chắc không được em ơi, ông ngoại thúi lắm. Nhưng mà cái đó là người ta nói, còn đối anh à, chuyện nhỏ. Sao thúi quá vậy? Hồi chưa vô trọng tôi đã nghe mùi thúi luôn rồi đó. Có nên đi về không ta? Tôi không có can đảm vô trọng. Thôi giờ vậy đi, video này đủ 500.000 tim, tôi vô trọng tôi ngồi tôi ăn luôn. Chắc vậy đã đủ đúng không? Nhưng mà đủ rồi tôi vô trọng tôi ngồi tôi ăn luôn á. Vì Nam nó làm. Tôi là đứa uy tín nhất TikTok mà. Tôi xí chỗ này trước rồi nha, ai có làm clip giống tôi thì né chỗ này ra nha. Đủ 500.000 tim vô trọng ăn liền. Việt Nam nói là làm. Thử thách anh ăn những món này ở ngoài đường có đèn giao thông, sô cô la, khoai tây, nước, nhưng tất cả phải là màu đỏ nha anh. Mày đèn đỏ mới được ăn nha anh. Cái gì mà khó vậy em? Anh ghé làm khó lắm á nha. Nói chứ thử thách này anh không có nhận đâu. Nhưng mà cái đó là người ta nói, còn nói anh hả? Chuyện nhỏ. Món đầu tiên là bánh Nabati, double sô cô la. Ha, nhiều lắm nha mấy ní. Thôi đèn đỏ ăn 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 ăn. Nhận thành rồi. Dứt. Quá đã. Trong lúc đợi đèn xanh mình tháo này ra nha. Có ăn là phải có uống nha mọi người. Hồi nãy quên bấm quay, uống gần phân nổ luôn. Thử thách anh ăn những món này trong toilet ở siêu thị, chó mèo mì trà đào. Anh ăn được em cứ chết trường follow luôn. Giỡn quà em, anh ở đâu mang tiền như trong toilet siêu thị ăn vậy em? Chứ anh không làm đâu. Mà cái đó là người ta nói, còn đói anh à, chuyện nhỏ. Hôm nay làm gì mà đông dữ vậy trời. Sợ là cái toilet nó như cái chợ vậy á. Mình nó có cái mùi kỳ lắm nha. Mình không có can đảm mình ăn luôn á. Nên là thôi video này đủ 400.000 tim đi. Mình tìm cái toilet luxury, toilet nó sang trọng hơn. Mình vô trọng mình ăn buffet luôn. Còn bây giờ thì thôi, mình hết can đảm mình ăn rồi, mình thấy cảm thấy là mình no rồi đó. Không đi về.